Em chào các bác nhé. Em xin giới thiệu với các bác một chiếc xe nâng điện Komatsu 1,5 tấn. Đây là những cái dòng xe mà bên Nhật họ đã qua sử dụng rồi. Bên em nhập khẩu về. Rồi trừ 12. Xe nguyên zin luôn. Sơn chẹp các thứ là zin hết các bác. Cái chủ sử dụng cái xe này trước kia là họ rất là ít việc. Rất là giữ gìn luôn. Rất đẹp luôn. Đây, một bình ở đây các bác. Bình 24 bình, 24 cell. Rất là nhiều. Đấy là con này cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn số giờ chạy 1773 giờ. Chạy quá ít luôn. Quá ít luôn. Đây. Sản xuất tháng 12 năm 2008. Một chiếc xe mà sản xuất 2008 mà giữ được như thế này phải nói là cực kỳ khó luôn. Cực kỳ hiếm. Chạy được rất ít giờ luôn. Các bác cứ chọn con này là về là dùng thoải mái cả ngày luôn. Bên em là ngoài ra là cung cấp rất là nhiều các loại xe nâng khác. Xe nâng dầu, xe nâng điện, xe nâng xăng. Có tầm mắt luôn. Đó. Cả kho này, cả khu bên trong này luôn. Các bác ai có nhu cầu chiếc xe nâng như thế nào thì liên hệ với bên em nhé. Cảm ơn các bác.